chào các bạn quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm, đó là chiếc máy băm thái đa năng sử dụng động cơ 5.5 HP. Bây giờ chúng tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn xem. Đầu tiên thì ta sẽ mở công tắc, đóng e gió và giật nổ. Sau đó ta sẽ mở e gió lên. Chúng ta điều khiển cần ga sao cho máy hoạt động lên. Khi đã đủ vòng cua, chúng ta sẽ cho tín hiệu vào. Đầu tiên chúng tôi sẽ đánh cái đuôi trong bàn thôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem sản phẩm ra như thế nào nhé. Sản phẩm được băm rất là nhuyễn và nhỏ, có thể dùng cho heo, gà, bò, trâu. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.